Thầy xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay thì chúng ta gồm có bài thể dục, chúng ta sẽ học tiếp từ nhịp 18 cho đến nhịp 25. Về phần chạy ngắn thì các em sẽ tập một số bài tập bổ trợ tại chỗ. Về bài thể dục lớp 8, các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa từ nhịp 18 cho đến nhịp 25. Nhịp 18. Nhịp 19. Nhịp 20. Nhịp 21. Nhịp 22. Nhịp 23. Nhịp 24 và nhịp 25. Thì sau đây thầy sẽ bắt đầu tiến hành phân tích từng nhịp cho các em nắm được. Chúng ta đến với nhịp 18. Thì nhịp 18 các em quay người sang trái, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau, mũi chân chạm đất. Hai tay đưa lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau và mắt nhìn theo tay. Nhịp 19. Nhịp 19, đá chân phải lên cao, chớp sang trái, đồng thời vặn mình sang phải, tay từ trên cao đánh xuống dưới và chớp về bên phải. Nhịp 20. Nhịp 20 thì các em trở về như nhịp 18. Nhịp 21. Nhịp 21, quay sang phải, hai chân rộng hơn vai, tay dang ngang và lòng bàn tay sắp. Nhịp 22. Nhịp 22 thì các em thực hiện như nhịp 18 nhưng đổi bên. Nhịp 23. Nhịp 23 các em thực hiện như nhịp 19 nhưng đổi chân. Nhịp 24. Nhịp 24 các em về tư thế như nhịp 22. Và cuối cùng là nhịp 25. Nhịp 25 quay sang trái về như nhịp 21. Rồi bây giờ đến phần hướng dẫn tập luyện. Các em sẽ xem bạn thực hiện từ nhịp 18 cho đến nhịp 25. Và đó là xong phần nội dung của bài thể dục. Bây giờ chúng ta chuyển sang một số bài tập bổ trợ chạy ngắn. Thì ở nhà các em sẽ tập luyện cho thầy chạy bước nhỏ tại chỗ 15 giây, thực hiện 4 lần. Chạy nâng cao đùi tại chỗ 15 giây, thực hiện 4 lần. Chạy gót chạm mông tại chỗ 15 giây, thực hiện 4 lần. Thì ở mỗi lần thực hiện các em có thể nghỉ giải lao giữa mỗi lần là 10 giây, sau đó thực hiện tiếp. Lần thứ hai, cứ như vậy thực hiện lặp lại 4 lần cho thầy. Về luyện tập ở nhà,
Luyện tập ở nhà thì các em sẽ luyện tập bài tập thể dục từ nhịp 18 cho đến nhịp 25. Sau đó, các em sẽ luyện tập kết hợp bắt đầu từ nhịp 1 cho đến nhịp 25. Rồi về phần bổ trợ thì các em sẽ tự luyện tập ở nhà. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.